Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Sâu Review. Các bạn xem video hãy giúp Sâu một like, share, comment và subscribe kênh Sâu Review nhé. Cũng đừng quên nhấn chuông theo dõi để nhận được các video mới sớm nhất nhé. Chuyện đồ đệ của ta đều là đại phản phái. Tập 188, tiếp theo phần trước, Lục Châu chỉ sử dụng một chữ cút. Thì đã khiến cho cả đám giả mạo và đám u minh giáo co rúm con chim lại. Tứ đại hộ pháp u minh giáo, giải quyết xong mọi chuyện. Lục Châu hỏi tung tích con hàng giang ái kiếm cô ẻm Lý Cẩm Y thông báo hắn đang đi câu cá. Lúc này nghe cô nàng nói thế, Minh Thế Nhân rất ngạc nhiên, câu cá sao, con hàng này lại rảnh rỗi đến thế sao. Lý Cẩm Y giải thích, hắn nói hắn thích câu cá, mấy ngày này đều ở vân tước lâu câu cá, nhưng chuyện khác, tiểu nữ không biết, nàng ta ngập ngừng. Dường như có điều gì đó chưa có nói ra, nhưng Lục Châu cũng không quan tâm, hắn quay đầu ra lệnh, vậy thì chúng ta đi vân tước lâu, chuyện ở từ gia cũng đã giải thích xong rồi. Lúc đi ngang qua chỗ tên Ngụy Trác Ngôn, Minh Thế Nhân lạnh giọng, đừng nói rằng các ngươi không thể xử lý cái nhóm phế vật này nhé, điều này làm ngụy chắc ngôn giật bắn mình. Mặt hắn rén lắm, thầm nghĩ, vị này nói phê vật, chắc là nói cái đám phản quân kia nhỉ. Khi đi ngang qua chỗ cô ẻm lý cẩm y, con hàng Minh Thế Nhân nhòe miệng cười, suy tính một chút, gia nhập ma thiên các không, nghe hắn chào mời, cô nàng vẫn giữ im lặng. Cô nàng khẽ cúi đầu trong lúc Tiểu Diên Nhi đang tung tăng chạy qua đây, nghe chuyện tứ sư huynh mời chào, vì vậy liền lên tiếng tỷ tỷ hãy nghe ta khuyên một lời đi dứt khoát cắt đứt quan hệ cùng với tên giang ái kiếm đó đi hắn là một tên vô liêm sỉ mặt dày đó ách đa tạ tiểu muội muội ta cùng với hắn không phải là quan hệ giống như mọi người đang nghĩ đâu nàng nhẹ giọng nói với tiểu diên nhi tưởng cô nhóc hiểu rằng mình và giang ái kiếm đang chơi trò tình ái với nhau vậy thì tốt rồi hẹn gặp lại tiểu diên nhi vui vẻ cho nàng một like nhân tiện thì tỷ tỷ là người xa lạ đầu tiên mà ta coi thuận mắt đấy hi hi chắc do cô ẻm đã từng cứu nàng mà cũng không bài xích nói xấu ma thiên các cho nên cô nhóc có hảo cảm còn con hàng đoan mộc sinh đi ngang qua chỗ lý cẩm y thì dứt khoát hơn vẻ mặt lạnh lùng phọt ra hai từ cụt lùn cáo tử xong xuôi lục châu và tiểu diên nhi lại leo lên bạch trạch rời đi còn hai con hàng lão tam lão tứ thì lẽo đẽo bỏ theo sau lý cẩm y nói nàng cùng với giang ái kiếm không có quan hệ gì trừ tiểu diên nhi ngây thơ ra thì chẳng có ai tin lời nàng ta cả có thể để cho con hàng giang ái kiếm kia mở miệng cầu xin các chủ ma thiên các cứu mạng thì có thể là quan hệ bình thường sao chờ sau khi đám người lục châu rời đi ngụy trác ngôn nhìn đám binh lính đang ngồi la liệt trên đất liền lớn tiếng quát đứng lên bọn này nguyên bản bị cái đạo âm công kia làm cho chấn động lại cùng với đám ma đầu tiếp xúc gần không bị đánh cho đắp chiếu thì cũng bị hù dọa cho bay màu vì ngụy trác ngôn muốn dạy dỗ đám này cứng cỏi hơn cũng không biết vì sao hắn lại tức giận như thế nhưng mà theo lý cẩm y thì chỉ có những kẻ vô năng mới đem nộ hỏa của mình phát tiết lên những người xung quanh, nàng hơ hững nhìn hắn rồi quay đầu bước đi. Trầm ngâm một lát, Ngụy Trác Ngôn quay sang hỏi cô nàng, ngươi biết Giang Ái Kiếm sao? Nàng ta chẳng thèm nhìn hắn, thản nhiên đáp, có quen biết, điều này làm vẻ mặt Ngụy Trác Ngôn không được tự nhiên. Danh xưng một trong tam đại kiếm si, xem kiếm như mạng, ái kiếm tận xương, Giang Ái Kiếm, nghe nói người này có nhân phẩm rất kém. Liên quan gì tới ngươi chứ? Giọng Lý Cẩm Y lạnh lùng, cũng chẳng có chút nào tôn trọng con hàng ngụy chắc ngôn giả này, không còn kêu tướng quân như trước. Điều này làm cho Hắc có chút khó chịu, đừng quên, cho dù ta là giả, nhưng Trung Quy vẫn là thống soái tam quân đó, hắn thực lực kém, nên đành dùng cái mỏ mà thôi. Sau đó, hắn cũng không cãi nhau với cô nàng, đi về phía chỗ đám Hắc bảo tu hành giả, ra lệnh cho binh lính. Người cả gan làm loạn, giết chết không cần luận tội, toàn thân khí tức so với trước đó có biến hóa, tự tin hơn. Cùng lúc đó, tứ đại hộ pháp của U Minh Giáo, không chế phi liên quay về tổng đàn bình đô sơn trong lúc phi liễn đang lơ lửng trên bầu trời bình đô sơn thì một thanh ảnh lóe lên sau đó nhẹ nhàng đi vào phi liễn toàn thân tỏa ra ngạo khí của cường giả tứ đại hộ pháp thấy vậy thì đồng thanh tham kiến giáo chủ người này chính là giáo chủ u minh giáo vu chính hải hắn khẽ gật đầu với bốn khứa sau đó lên tiếng hỏi cái chuyện ta giao làm được như thế nào rồi thanh long điện chủ thủ tọa hoa trọng dương liền khom lưng báo cáo khởi bẩm giáo chủ lễ vật đã được đưa tới thuộc hạ cũng đã nhìn thấy lão tiền bối, cả đám tứ đại hộ Pháp cũng rất ngạc nhiên. Giáo chủ tựa hồ đối với cái chuyện này rất quan tâm thì phải, bởi vì từ trước tới bây giờ, chưa từng thấy giáo chủ hạ lệnh cho tứ đại hộ Pháp cùng đi thực hiện một cái nhiệm vụ. Nghe vậy làm cho vu chính hải khẽ ổ lên ngạc nhiên, hoa trọng dương biết ý hắn, liền giải thích. Lão tiền bối thủ đoạn thông thiên, bốn người thuộc hạ cùng nhau liên thủ, cũng không phải là đối thủ, cái này thì hắn nói sự thật. Nghe xong, vu chính hải vẻ mặt âm trầm ra lệnh, đem hết thảy chi tiết, mọi chuyện nói ra rõ ràng, không được bỏ sót bất cứ điều gì. Hoa Trọng Dương không dám chậm trễ, bởi vì cả đám chưa từng thấy giáo chủ lại thận trọng quan tâm tới từng chi tiết của một sự kiện nào cả trước đây, hắn liền bắt đầu kể lại. Sau đó, cả tứ đại hồ Pháp cùng nhau tham gia, kể lại chi tiết nhất có thể, mọi chuyện phát sinh ở cái thành An Dương. Còn chốt hạ câu chuyện là Thanh Long Điện Chủ Hoa Trọng Dương, bởi lúc cuối hắn là người nói chuyện chính với Ma Thiên Các. Nghe xong cả đám thuật lại, đặc biệt là cơ thiên đạo dùng một chữ cút để đánh tan tành mọi thứ khiến cho vu chính hải rơi vào hồ nghi hắn tự lẩm bẩm âm công đại thần thông sao trong lòng thầm nghĩ cũng có không ít người am hiểu cái món âm công này nhưng có thể đem âm công đại pháp phát huy tới cảnh giới đại thần thông thì đã ít càng thêm ít chẳng có mấy ai vu chính hải là ma thiên các đại đệ tử hắn tự nhận chính mình hiểu biết về sư phụ càng hiểu rõ hơn so với những sư huynh đệ khác trong nhà trong trí nhớ hắn chưa bao giờ thấy qua sư phụ hắn thi triển các loại âm công thần thông thuật Vu Chính Hải đi qua đi lại, rơi vào trầm tư. Hắn chợt nhớ tới tin tức tình báo mà con hàng lão thất tư vô nhai trước đây đã phím hàng. Chẳng lẽ, sư phụ lão nhân gia ông ấy thật sự đã nếm thử tu hành pháp môn của các môn phái khác sao? Nếu là biến thành người khác làm như vậy, Vu Chính Hải cũng không tin tưởng người đó có thể tu luyện pháp môn khác tới cực hạn. Nhưng mà, vấn đề là người này lại là cơ thiên đạo. Sư phụ của hắn, nhưng hắn vẫn chưa dám tin. Có thể là sư phụ có bằng hữu nào đó mà hắn không biết, Người này am hiểu âm công thần thông thì sao? Người mà các ngươi nhìn thấy, có chắc chắn là sư phụ lão nhân gia ông ấy ông? Vu Chính Hải quay đầu xác nhận với mấy con hàng hộ pháp một phen. Hoa Trọng Dương liền giải thích, chúng ta cách xa một chút, dù chưa có nhìn rõ mặt lão tiền bối, nhưng mà có thể xác định, người mà chúng ta thấy, chắc chắn là lão tiền bối. Làm sao mà các ngươi biết? Vu Chính Hải hỏi lại, Hoa Trọng Dương liền trả lời, chúng ta trông thấy cửu tiên sinh, trên người mặc vân thường vũ y, bọn hắn là người u minh giáo đương nhiên biết cái vân thường vũ y này xuất thân từ chỗ nào ra cho nên người có được nó chỉ có thể là cửu đồ đệ của ma thiên các mà người bên cạnh cửu đồ đệ chỉ có thể là sư phụ nàng các chủ ma thiên các suy đoán rất logic vân thường vũ y sao với tư cách giáo chủ vu chính hải đương nhiên hiểu rõ vấn đề này nhắc tới là hiểu hắn gật đầu trong miệng cảm thấy chua chát nhị sư đệ bản tọa thật sự là xem thường ngươi rồi dám chạy tới rất nách sư phụ tặng quà cho tiểu sư muội còn hắn thì sợ hãi chỉ dám sai thuộc hạ đi, điều này chứng tỏ con hàng lão nhị to gan hơn hắn rất nhiều. Nhưng mà Hoa Trọng Dương nghe hắn nhắc tới ngu thượng nhung thì thắc mắc, giáo chủ, chúng ta đến An Dương, cũng tuyệt nhiên không nhìn thấy nhị tiên sinh. Nghe vậy lão đại gian dạy, nhị sư đệ luôn thích độc lai like, độc vãng, với thực lực của các ngươi, tuyệt đối không được trêu chọc tới hắn. Vu Chính Hải cũng không muốn mất đi một viên đại tướng của mình, thấy giáo chủ cẩn trọng như vậy, đám kia cũng hiểu sự nguy hiểm của con hàng ngu thượng nhung kia, cẩn tuân giáo chủ dụ lệnh nhắc tới lão nhị làm cho ngu thượng nhung liên tục lắc đầu rồi thở dài điều này làm cho tứ đại hộ pháp có chút khó hiểu giáo chủ dường như đang không có được vui với tư cách thanh long điện chủ thủ tọa hoa trọng dương đứng đầu tứ đại hộ pháp hắn lập tức nảy số được cái vấn đề ưu phiền của giáo chủ sợ rằng mình không tới tận nơi đưa quà cho tiểu sư muội sợ rằng tiểu sư muội không thích thế là hắn liền khom người nói cửu tiên sinh cũng rất thích đạp vân hoa nghe xong vu chính hải kinh ngạc thật sao thuộc hạ không dám nói láo Hoa Trọng Dương giải thích, dù sao thì lúc hắn đưa đồ ra, cũng nhìn thấy tiểu Diên Nhi hai mắt tỏa sáng. Lúc này, Vu Chính Hải mới cảm thấy vui vẻ, liền lớn tiếng cười, ha ha ha, Vân Thường Vũ y chẳng qua chỉ là bảo bối phòng ngự mà thôi, tiểu sư muội càng thích đạp vân hoa hơn. Đây là điều hiển nhiên mà, hắn cho rằng các tiểu cô nương sẽ thích đạp mây mà đi như tiên nữ hơn, điều này mới khiến cho buồn phiền của hắn bay mất. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung luôn luôn cạnh tranh với nhau, mấy con hàng hộ pháp thấy thế thì cũng tắt nước theo mưa giáo chủ anh mình. Vu Chính Hải lại một lần nữa quay đầu ra hỏi, hiện tại bọn họ đang ở chỗ nào, ý là hỏi chỗ của Lục Châu và mấy sư đệ sư muội của mình. Hoa Trọng Dương lên tiếng đáp, thuộc hạ không dám đi theo, các cho mười lá gan hắn cũng không dám đi theo, bất quá, sau khi trở về Bình Đô Sơn thì từ Thanh Long Điện thu hoạch được manh mối. Thất tiên sinh đã chạy tới Vân Tước Lâu, lời ít, ý nghĩa nhiều, sinh nhật của Tiểu Diên Nhi. Lão đại lão nhị đã tặng quà, thì tất nhiên lão thất cũng có quà, chỗ con hàng này đi tới, thì cũng chính là chỗ người của Ma Thiên Các tới. Lúc này sư tử Hà Đông cũng lên tiếng thắc mắc, nghe nói Vân Tước lâu có 7 tầng, một tầng lại cao hơn một tầng, mỗi tầng đều có trận pháp bảo vệ, có thể bước chân lên tới tầng 9, có thể đạt được một kiện bảo bối, không biết điều này là thật hay giả nữa. Vu Chính Hải im lặng quay sang ngắm nhìn phong cảnh Bình Đô Sơn, thấy giáo chủ trầm mặc, tứ đại hộ pháp cũng không dám nói tiếp, từ trước tới nay, cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng cùng giáo chủ bàn luận về sự tình Ma Thiên Các, cho tới nay Tứ đại hộ Pháp chỉ biết, giáo chủ của bọn chúng chính là thủ tịch đại đệ tử của Ma Thiên Các. Thực lực thâm khả bất chắc, còn những cái chuyện khác, bọn chúng hoàn toàn không biết, nếu không phải lần này phụng mệnh đi tới thành An Dương làm việc. Bọn họ cũng không có cơ hội nói chuyện với các chủ của Ma Thiên Các, giáo chủ của họ luôn với với chuyện của Ma Thiên Các, giữ kín như bừng. Lúc này Thanh Long Điện thủ tọa, Hoa Trọng Dương tiến tới nhẹ giọng nói, giáo chủ, lão tiền bối để thuộc hạ nhắn cho ngài một câu. Sau khi được vu chính hải cho phép, tên này thuật lại lời nói của Lục Châu lúc trước, nếu ngài nghĩ nhận thức sai lầm, thì liền tự mình đi một chuyến tới gặp lão tiền bối, nói xong câu này, hắn cũng rèn lắm, sợ giáo chủ sẽ tức giận. Nhưng bọn chúng không biết, đám đồ đệ đối với cơ thiên đạo sợ hãi khắc vào xương tủy, vu chính hải trầm mặc, không có cảm xúc, cao giọng nói, đại nghiệp chưa thành, há có thể bỏ rỡ giữa chừng được cơ chứ, nghe vậy tứ đại hộ pháp liền ứng thanh, thuộc hạ thể chết đi theo giáo chủ. Điều này làm cho Vu Chính Hải rất hài lòng, hắn quay sang hỏi tới chuyện khác, các ngươi có biết là người phương nào giả mạo U Minh giáo không? Hoa Trọng Dương tiếp tục bẩm báo, đối phương xuất hiện thời gian vô cùng ngắn ngủi, từ phi liễn cho tới thủ đoạn thi triển đều tương tự với chúng ta. Ngoại trừ tên cường giả bí ẩn ở trên phi liên, thì những tên khác đều là những kẻ yếu kém. Chị Hổ cái bổ sung thêm, đối phương am hiểu bắt trước, ngay cả huyền thiên tinh mang, thủ đoạn của giáo chủ cũng bắt trước được. Hơn nữa, thời điểm mà chúng thuộc hạ đuổi tới, bọn chúng có sử dụng thủ đoạn vu thuật, chắc hẳn là một cường giả tu hành vu thuật điều này làm vu chính hải nhớ tới một đối tượng môn chủ tịnh minh đạo mặc khí sao tịnh minh đạo mặc khí hoàn toàn chính xác là có tu tập bách gia chi pháp hoa trọng dương tiếp tục trả lời nhưng mà tên mặc khí kia cũng tựa hồ không có am hiểu vu thuật nghe nói bên trong hoàng cung của đại viêm còn có một vị tu hành giả vu thuật cường đại nghe vậy chị hổ cái nhẹ giọng suy đoán còn có một loại khả năng nữa tịnh minh đạo mặc khí đã đầu nhập vào bên trong cung phi liễn bên trên cũng không chỉ có một cao thủ cường đại cái suy đoán này cả nàng cũng rất hợp lý, rất logic. Hết tập 188, chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của sâu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video mới tiếp theo nhé.